Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Kim Duyên cân nhắc lựa chọn cách hô tên quốc gia tại Miss Universe 2021. Chỉ còn 5 tháng nữa, Á hậu Kim Duyên sẽ chính thức lên đường sang Israel để chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Từ bây giờ, cô gái tin vào sức mạnh giáo dục đang chạy đua nước rút để chuẩn bị những hành trang cần thiết cho cuộc chiến 21 ngày. Cũng như bao cuộc thi sắc đẹp khác, fan luôn háo hức và chờ đợi các đại diện của quê hương mình hô tên và quốc gia một cách đầy hào sảng nhất có thể. Hiểu được tầm quan trọng đó, ngay từ thời điểm này, Kim Duyên đã demo tới 3 cách hô khác nhau để tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả yêu cái đẹp trên khắp hành tinh. Trên fanpage của mình, cô vừa nhá hàng đoạn clip tự tập trước ống kính về cách hô tên vô cùng thú vị. Theo đó, Kim Duyên thử sức với 3 cách khác nhau: Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam, Kim Duyên Nguyễn Huỳnh Việt Nam và Kim Duyên Việt Nam. Mặc dù đây không phải là một phần thi có tính điểm cũng như các thí sinh cũng không thể làm khác đi, mô típ tên thí sinh đi kèm tên quốc gia, nhưng chính âm điệu âm sắc cùng với thần thái trong giọng nói sẽ phần nào củng cố niềm tin về việc tìm ra một chiến binh hoàng vũ thực thụ trong tương lai. Các đại diện trước của Việt Nam mọi người đều để lại những ấn tượng riêng trong phần giới thiệu này. Hiện tại đang có hai luồng ý kiến cho rằng Á hậu gốc Cần Thơ chỉ nên cân nhắc để lựa chọn hai cách hô: Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Việt Nam hoặc Kim Duyên Việt Nam. Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2019 chia sẻ, Duyên chưa được học kỹ về kỹ thuật hô sao cho fan, sáng và nội lực, thế nên cả nhà xem clip nếu thấy Duyên hô chưa tốt thì thông cảm cho Duyên nhé. Duyên hy vọng dịch sẽ sớm qua mau để có thể tham gia các lớp training về giọng nói và ngoài ra còn có các lớp về giải phóng hình thể, khép quốc để được hoàn thiện nhất. Khán giả đang rất háo hức nhận sự chuẩn bị tiếp theo của Kim Duyên cũng như chuỗi series Road to Miss Universe 2021 của đại diện Việt Nam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.